amazing excavators and heavy equipments. Hydromill FD70. Máy trộn đất cutter soil mixing. Máy trộn đất là một thiết bị công nghiệp chuyên dụng, xe được sử dụng để xới, trộn đều để cải tạo và gia cố nền đất. Máy trộn đất sở hữu hệ thống đầu cắt xoay và hệ thống bơm kết dính hiện đại, cho phép nó hoạt động hiệu quả và tối ưu trên nền đất, phục vụ mục đích xây dựng. Máy trộn đất thường hoạt động trên các công trường xây dựng lớn, đồng thời xe là phương tiện quan trọng trong ngành xây dựng. Máy bay dân dụng airliner. Máy bay dân dụng airliner. Máy bay dân dụng airliner. Máy bay dân dụng. Máy bay dân dụng là phương tiện bay chuyên dụng cho công việc vận chuyển hành khách và hàng hóa trên các chuyến bay thương mại, được trang bị động cơ phản lực tiết kiệm nhiên liệu và hệ thống điều khiển hiện đại. Máy bay dân dụng có thể bay ở độ cao lớn với tốc độ cao mà vẫn duy trì được sự ổn định. Khung máy bay được làm từ hộp kim nhôm nhẹ nhưng vô cùng cứng cáp, giúp tăng độ hiệu quả hoạt động và giảm chi phí vận hành. Về nội thất, khoang hành khách rộng rãi với hệ thống ghế ngồi thoải mái tiện nghi, mang lại trải nghiệm bay êm ái cho người dùng. Đặc biệt, máy bay dân dụng được trang bị hệ thống an toàn tối tân với các công nghệ chống va đập và xử lý tình huống khẩn cấp, giúp đảm bảo sự an toàn và tối ưu cho hành khách trên mỗi chuyến bay. Với khả năng vận chuyển gọn gàng và nhanh chóng, máy bay dân dụng là phương tiện vận tải hàng không chủ đạo và vô cùng thú vị trên thế giới. Wirtgen WR2500S. Máy tái chế Wirtgen WR2500S là loại máy tái chế và ổn định nền đường hiện đại, giúp tái sử dụng vật liệu hiện có để cải thiện kết cấu mặt đường. Excavator Saw. Máy xúc cưa đá Excavator Rock Saw được thiết kế và sản xuất với nhiệm vụ cưa và tách nhỏ những khối đá lớn, phục vụ khai thác và sản xuất. Máy xúc cưa đá sở hữu thiết kế và tính năng vô cùng độc đáo. Về ngoại hình, xe được trang bị hệ thống khung thân kim loại bền bỉ, hệ thống gầm xe chắc chắn kết hợp cùng hệ thống bánh xích linh hoạt, cho nó khả năng di chuyển và làm việc dễ dàng trên nhiều địa hình khác nhau. Về nội thất, xe được trang bị hệ thống điều khiển tự động, hệ thống cân bằng tải và điều hướng hiện đại, giúp xe luôn ổn định và chính xác khi làm việc. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay cần chuyên dụng. Tay cần dài, hiện đại, được lắp một lưỡi cưa máy khổng lồ. Khi làm việc, lưỡi cưa sẽ xoáy và cắt mạnh vào những tảng đá lớn, giúp phá hủy và tách nhỏ chúng ra, phù hợp cho việc vận chuyển và khai thác. Nhờ khả năng làm việc ổn định và tính năng độc đáo, máy xúc cưa đá thường hoạt động trên các công trường và hầm mỏ. Đồng thời, nó cũng là phương tiện khai thác quan trọng trong cuộc sống. Wheel loader. Xe xúc lật, wheel loader. Xe xúc lật là một loại máy móc quan trọng trong ngành công nghiệp xây dựng và khai thác mỏ. Xe được sử dụng rộng rãi để bốc dỡ
và vận chuyển các loại vật liệu như đất cát, đá và các loại khoáng sản. Với cấu tạo bao gồm động cơ diesel mạnh mẽ, khung xe chắc chắn và hệ thống thủy lực linh hoạt, đồng thời là cabin điều khiển hiện đại, xe xúc lật luôn đảm bảo hiệu suất làm việc cao, cường độ chính xác trong các nhiệm vụ nặng nhọc. Dragline Excavator. Máy đào kéo dây Dragline Excavator được biết đến là một trong những dòng máy xúc lớn nhất trên thế giới. Máy đào kéo dây sở hữu thiết kế đơn giản và vô cùng hiệu quả trong việc đào và khai thác mỏ. Về ngoại thất, xe sở hữu khung thân kim loại khổng lồ với chiều cao trung bình lên đến 75m, tương đương một tòa nhà 25 tầng. Hệ thống khung gầm bền bỉ với khối lượng có thể đạt đến 13.000 tấn. Nhìn từ xa, nó như một con quái vật khổng lồ đang gặm nhấm những ngọn núi. Về nội thất, máy đào kéo dây được trang bị hệ thống động cơ diesel hiện đại, hệ thống cân bằng tải và điều khiển đa chiều tự động, giúp xe luôn hoạt động ổn định và chính xác trên nhiều địa hình khác nhau. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay cần và gầu kéo khổng lồ. Tay cần hợp kim hiện đại với lực kéo lên đến 200 tấn kết hợp cùng gầu xúc với thể tích của 20 chiếc xe công nông, giúp nó dễ dàng thực hiện khối lượng công việc khổng lồ của mình. Nhờ khả năng làm việc ổn định và hiệu quả, máy đào kéo dây là phương tiện vô cùng quan trọng trên các công trường và các mỏ khai thác lớn. URW 295. Cần cẩu chân nhện URW 295. Cần cẩu chân nhện URW 295. URW 295 là một loại cần cẩu mini có kích thước nhỏ gọn nhưng sức nâng vô cùng mạnh mẽ, thích hợp cho các công việc trong không gian hẹp hoặc các công trình đòi hỏi sự chính xác cao. Bilap 75710 Haul Truck. Xe tải khai thác Bilap 75710. Bilap 75710 Haul Truck được biết đến là chiếc xe tải khai thác lớn nhất trên thế giới, cả trọng tải và khối lượng vận hành. Bilap 75710 sở hữu thiết kế và trang bị vô cùng hiện đại. Với kích thước tổng thể khổng lồ, chiều dài 20,6m, chiều rộng 8,1m, chiều cao 9,87m, cùng tổng trọng lượng lên đến 900 tấn. Nhìn từ xa, nó như một ngôi nhà 5 tầng đang di chuyển. Về nội thất, Bilap 75710 sử dụng bộ động cơ diesel hiện đại với công suất cực đại lên đến 4.600 mã lực. Hệ thống dẫn động diesel Hero Starlink kết hợp cùng bộ điều khiển đa chiều cho nó khả năng hoạt động ổn định và chính xác trong nhiều điều kiện khác nhau. Đặc biệt, xe sở hữu hệ thống thùng xe hiện đại, thùng xe dung tích lớn với sức chở lên đến 450 tấn cùng hệ thống bơm thủy lực mạnh mẽ cho nó khả năng chuyên chở và nâng các loại vật liệu dễ dàng. Với những ưu điểm và vận hành và cấu tạo vượt trội, xe tải khai thác Bilap 75710 luôn là sự lựa chọn hàng đầu trên các công trường và các mỏ khai thác lớn. Komatsu XT445L5. Máy xúc chặt cây Komatsu XT445L5 là loại máy xúc chặt cây linh hoạt với 5 trục, với nhiều công nghệ vượt trội, chuyên dụng trong các dự án xây dựng và khai thác gỗ.
Leaper R1900 Mining Excavator. Máy xúc thủy lực Leaper R9800 được biết đến là một trong những chiếc máy xúc khai thác mỏ lớn, mạnh mẽ và hiệu quả nhất trên thế giới. Máy xúc thủy lực Leaper R9800 sở hữu cấu tạo và khả năng làm việc vô cùng ấn tượng. Xe sở hữu hệ thống khung thân kim loại khổng lồ với khả năng xoay 360 độ và chiều cao lên đến 12 mét. Hệ thống khung thân bền bỉ kết hợp cùng hàng bánh xích linh hoạt cho trọng lượng hoạt động của Leaper R9800 lên đến 810 tấn. Đặc biệt, máy xúc thủy lực Leaper R9800 được trang bị hệ thống động cơ diesel 16 cấp hiện đại với công suất lên đến hàng ngàn mã lực. Hệ thống điều khiển tự động kết hợp cùng 16 xi lanh nạp khí tăng cường giúp xe luôn hoạt động hiệu quả và tối ưu hóa trong công việc. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay đào hiện đại. Tay đào khổng lồ là sự kết hợp của các khớp nối và các tay đòn chịu lực linh hoạt cho nó khả năng múc, xúc, xoay, vươn dài để thực hiện nhiều yêu cầu khác nhau trong công việc. Với khả năng làm việc liên tục và khả năng khai thác khối lượng vật liệu cực lớn, máy xúc thủy lực Leaper R9800 thường hoạt động trên các công trường hay các mỏ khai thác khổng lồ. Doosan DA-40. Xe tải khớp nối Doosan DA-40 là loại xe tải khớp nối với sức tải lên đến 40 tấn, được thiết kế mạnh mẽ để vận chuyển vật liệu tại các công trình xây dựng và khai thác mỏ. Excavator Demolition. Máy xúc phá dỡ Excavator Demolition được biết đến là một trong những phương tiện quan trọng nhất trong ngành xây dựng. Máy xúc phá dỡ được thiết kế với nhiệm vụ phá hủy và tháo dỡ những ngôi nhà và những công trình lớn. Về ngoại hình, xe được trang bị hệ thống khung thân hợp kim bền bỉ, hệ thống gầm xe chắc chắn kết hợp cùng hệ thống bánh xích linh hoạt cho nó khả năng di chuyển và làm việc ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau. Trái tim để vận hành máy xúc phá dỡ là hệ thống động cơ diesel nhiều cấp khỏe mạnh cho công suất lên đến hàng trăm mã lực, kết hợp cùng hệ thống tăng áp và điều khiển tự động cho nó khả năng làm việc liên tục trong nhiều điều kiện khác nhau. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay cần khổng lồ. Tay cần là sự kết hợp của hệ thống khớp nối, các tay đòn trợ lực kim loại và kìm cắt khổng lồ. Khi làm việc, kìm cắt khỏe sẽ nghiến mạnh và xé nhỏ những mảng bê tông hay những tấm thép khổng lồ, giúp việc tháo dỡ các công trình trở nên dễ dàng hơn. Nhờ khả năng làm việc ổn định và chuyên dụng, máy xúc phá dỡ thường được sử dụng trong các công trình hay các công trường xây dựng lớn. Leaper LB-44. Máy khoan nhồi cọc Leaper LB-44. Máy khoan nhồi cọc Leaper LB-44 là thiết bị công nghiệp chuyên dụng với khả năng khoan nhồi cọc ở độ chính xác cao, được sử dụng cho các dự án xây dựng và móng công trình lớn. Máy đào xẻng dây PH4800XPC. PH4800XPC Rope Shovel Excavator. Máy đào xẻng dây PH4800XPC. Máy đào xẻng dây PH4800XPC.
được biết đến là máy đào xẻng dây lớn và hiện đại nhất trên thế giới, với biệt danh người khổng lồ trong ngành khai thác mỏ. Máy đào xẻng dây PH4800XPC sở hữu chiều dài 15m, chiều rộng 14m, cùng tổng trọng lượng vận hành lên đến 1.600 tấn. Máy được thiết kế với mô đun hóa tối ưu, chú trọng vào hiệu suất và khả năng điều chỉnh linh hoạt, với bộ động cơ AC hiện đại với công suất vận hành lên đến 3.700 mã lực, hệ thống gầu đào khổng lồ dung tích 70 mét khối cùng bán kính gầu đào làm việc lên đến 24 mét, giúp nó dễ dàng làm việc linh hoạt và phù hợp với nhiều yêu cầu công việc khác nhau. Nhờ thiết kế khổng lồ và khả năng hoạt động hiệu quả, máy đào xẻng dây PH4800XPC đã trở thành phương tiện khai thác quan trọng nhất trong ngành khai khoáng. Bucyrus RH400. Máy xúc thủy lực Bucyrus RH400 là một trong những máy xúc thủy lực lớn nhất trên thế giới, thiết kế cho các mỏ lô thiên và các dự án khai thác khoáng sản quy mô lớn. Excavator Reaper. Máy xúc cần xẻ Excavator Reaper được thiết kế và sản xuất với nhiệm vụ tách nhỏ hay bẻ đôi những vật cứng như đá, mặt đường, bê tông. Máy xúc cần xẻ sở hữu nhiều công nghệ và trang bị vô cùng hiện đại. Về ngoại hình, xe sở hữu khung thân kim loại bền bỉ với khả năng xoay 360 độ, hệ thống gầm xe chắc chắn kết hợp cùng hệ thống bánh xích linh hoạt cho nó khả năng di chuyển và vượt qua nhiều địa hình khác nhau. Về nội thất, máy xúc cần xẻ sở hữu động cơ diesel nhiều cấp hiện đại, hệ thống cân bằng tải và điều hướng tự động, giúp xe luôn hoạt động ổn định và hiệu quả trên nhiều công trường khác nhau. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay cần hiện đại, tay cần to và dài, kết hợp cùng chiếc kìm xẻ khổng lồ. Khi làm việc, kìm xẻ sẽ ghim mạnh vào các tảng đá để phá vỡ và tách nhỏ chúng ra, nhằm mục đích vận chuyển hoặc khai thác. Nhờ khả năng làm việc liên tục và vô cùng ổn định trong nhiều môi trường khác nhau, máy xúc cần xẻ thường hoạt động trên các công trường hay các mỏ khai thác lớn. Đồng thời, nó cũng là phương tiện vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Terex AC1009. Cần cẩu di động Terex AC10009 là loại cần cẩu di động 9 trục với tải trọng cực lớn, lý tưởng cho các dự án xây dựng quy mô lớn và các công nghiệp hạng nặng. Auger Torque Cone Crusher Bucket. Thiết bị nghiền đá Auger Torque Cone Crusher Bucket. Auger Torque Cone Crusher Bucket là một thiết bị gầu nghiền côn hiện đại, có nhiệm vụ nghiền nhỏ các vật liệu cứng như đá, bê tông, phục vụ xây dựng và sản xuất